Thuyền nhân Rohingya vô vọng vẫn lênh đênh trên biển, tin từ Lapang Asset Indonesia. Chính phủ các nước Đông Nam Á tiếp tục tỏ ra không sẵn lòng để tiếp nhận những nhóm người tị nạn và di dân đang bị những kẻ đưa lậu người bỏ lênh đênh trên biển, khiến cho cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã thảm khốc càng thêm trầm trọng. Các nhà hoạt động ước tính đã có đến 8.000 người được gọi là thuyền nhân đang trôi dạt ngoài biển và nhiều người trong số này đang đói và khát sau khi nhà chức trách Thái Lan mở một chiến dịch truy quét phá vỡ các mạng lưới đưa lậu người vượt biên. Mã Lai, Indonesia và Thái Lan, ba nước mà người tị nạn và di dân nhắm đến, nói rằng họ không có trách nhiệm đối với các di dân tuyệt vọng này và bác bỏ kêu gọi của Liên Hiệp Quốc và các nhóm nhân quyền. Thứ trưởng Nội vụ Mã Lai, Van Junaidong, hôm nay nói rằng nước ông phải gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng họ không được ở đây đón nhận. Các giới chức khác của Mã Lai cho hay tàu và máy bay tuần dương đang tăng cường hoạt động để ngăn chặn người xâm nhập bất hợp pháp. Hồi đầu tuần này, hơn 1.000 thuyền nhân đã bỏ thuyền của họ và bơi vào bờ biển Mã Lai. Giới hữu trách cho hay là các thuyền nhân đó đang bị giữ trong một trại tập trung trong lúc để chờ những dàn xếp đưa họ đi một nơi nào khác. Gần 600 thuyền nhân được Hải quân Indonesia cứu vào hôm Chủ nhật. Giới hữu trách cho hay là các thuyền nhân đó được cung cấp thực phẩm, nước uống và nơi tạm trú ở khu vực phía bắc của tỉnh Aceh, trong lúc chính phủ đang tham khảo với Liên Hiệp Quốc và các cơ quan quốc tế khác. Nhiều chiếc thuyền khác chở theo hàng trăm người đã bị Hải quân của Mã Lai và Indonesia chặn lại cho các tiết liệu cấp cứu như là thực phẩm và nước uống, rồi xua họ đi hướng khác.